2 tháng trước thi thì nên làm gì và học gì là câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất trong thời gian gần đây. Và đây sẽ là top 3 lời khuyên trên cương vị là một giáo viên và là một người đi trước mà mình muốn gửi tới các bạn. Thứ nhất đó là mặc dù chỉ còn 2 tháng nữa thôi, nhưng mà bây giờ các bạn hãy ngồi lại và nghiêm túc suy nghĩ lại mục tiêu cho cái việc học này của mình là gì nhá. Trước tiên chúng ta hãy cùng nghĩ đến mục tiêu dành cho kỳ thi JLPT trước đã nhá. Ví dụ như là năm nay mình sẽ phải đỗ JLPT N3 vừa đủ điểm đỗ chẳng hạn. Hay là năm nay mình sẽ phải cố gắng để được 130 điểm trở lên, 150 điểm trở lên. Hay là lần này mình thi mình phải được mãn tiền đọc hiểu hay là mãn tiền nghe hiểu gì đó. Và song song với đó các bạn hãy nghĩ kỹ lại cho mình xem là mục đích mình thi JLPT này là để làm gì? Giá trị mà tấm bằng này nó sẽ mang lại cho chúng ta là cái gì? Đối với các bạn sinh viên hay là các bạn du học sinh thì nó sẽ là điều kiện cần để chúng ta ra trường đúng không nào? Còn đối với các bạn thực tập sinh hay là làm các công việc khác thì có thể giúp các bạn được tăng lương này, hay là có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Mình cũng luôn luôn khuyến khích không chỉ học viên mà cả các bạn nhân viên của Dũng Modi là các bạn hãy cứ đi thi đi, dám thử thách bản thân mình đi. Thậm chí là sẽ trao những món quà siêu to khổng lồ sau mỗi kỳ thi để giúp các bạn có thể có nhiều động lực cố gắng hơn nữa đấy. Và để không bao giờ quên, hoặc là đôi lúc chúng ta có thể sao nhãng, thiếu động lực, thì các bạn có thể viết lên một tờ giấy nốt dán trước bàn học này, đổi ảnh nền điện thoại này, máy tính này. Hay có một cái mình thấy cũng khá là hay, đó là ở trên TikTok ấy, mình thấy có rất là nhiều bạn đặt những kênh TikTok như kiểu là đỗ N3 thì đổi tên, đỗ N2 đổi tên này. Và mình tin rằng dù là bằng cách này hay cách khác thì nó sẽ trở thành một nguồn động lực tinh thần nho nhỏ để luôn luôn nhắc nhở chúng ta là cố gắng hơn mỗi ngày đấy. Điều thứ hai đó là các bạn hãy lên kế hoạch, lộ trình phù hợp với bản thân trong 2 tháng học cuối cùng này nhé. Cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây nhất đó là từ phù hợp với bản thân mình mọi người ạ. Bởi vì mỗi bạn thì sẽ có những quỹ thời gian, có mục tiêu và có thế mạnh riêng. Và hơn ai hết đó là chính các bạn sẽ hiểu rõ nhất là mình muốn cái gì. Ví dụ nhá, bây giờ là đến kỳ thi tháng 12 sẽ chỉ còn 2 tháng đúng không? Thế thì mình sẽ cần học hết số lượng từng này chữ Hán này, từng này từ vựng này. Thì bây giờ các bạn hãy chia nhỏ nó theo những cái to-do list, theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ. Yếu ở kỹ năng nào thì chúng ta tập trung nhiều thời gian hơn để trau dồi kỹ năng đó. Đây là bản lộ trình 2 tháng ăn ngủ cùng JLPT của Dũng Mori cực kỳ chi tiết để các bạn có thể tham khảo và căn chỉnh phù hợp với bản thân nhé. Trước tiên vào tháng 10, các bạn hãy duy trì ôn tập kiến thức nền thật chắc trước cho mình nha. Ví dụ như là mục tiêu của ngày 10 tháng 10 đó là chúng ta sẽ ôn tập 30 từ vựng và 8 ngữ pháp. Thì mình sẽ tiếp tục chia nhỏ cho từng giờ cho dễ thực hiện hơn chẳng hạn này. Ví dụ ngủ dậy, bây giờ mình sẽ ôn 30 từ vựng đã. Lúc trưa mà mình có thời gian nghỉ tay ấy, mình sẽ ôn tiếp 4 ngữ pháp. Và cuối cùng là trước khi đi ngủ chúng ta sẽ ôn lại 4 ngữ pháp còn lại. Còn sang đến tháng 11, chúng ta sẽ tập trung làm đề thi thử và chấm chữa cẩn thận thật là chi tiết nhé. Mình biết các bạn đều đi làm, đi học rất là bận, nhưng mà hãy cố gắng tranh thủ từng chút một để ôn tập nha. Và hãy nhớ là phải lên kế hoạch thật chi tiết và phải luôn luôn nhắc mình hãy kỷ luật và thực hiện nó một cách nghiêm túc đều đặn nha. Và điều cuối cùng, điều thứ ba đó là các bạn hãy nên chọn những cái nguồn tài liệu hay những giáo trình mà chúng ta có thể ôn tổng hợp lại kiến thức nhanh gọn trong thời gian cuối cùng này nhé. Tức là bây giờ thay vì việc cứ ngó quyển này quyển kia mỗi thứ một tí thì các bạn hãy tập trung cho mình chuyên sâu, học đến đâu chắc đến đấy để tránh cái tình trạng là lan man mơ hồ nhé. Về sách thì mình muốn summarize cho các bạn một số cuốn sách mà mình thực sự tâm đắc nha. Ở đây thì đều là những đầu sách độc quyền được biên soạn bởi chính đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của Dũng Modi. Không chỉ tổng hợp đầy đủ kiến thức mà còn cực kỳ sát với xu hướng ra đề thi của JLPT trong những năm gần đây đấy. Trong tất cả các đầu sách như tổng ôn N5, N4 hoặc là luyện đề chuyên sâu N3, N2, N1 đều có phần lý thuyết, hướng dẫn cách làm từng dạng môn đai và với các bài test vô cùng chất lượng, đi kèm cả đáp án và lời giải chi tiết nữa. Đây chắc chắn là thời điểm vàng, mình khuyên thật là các bạn nên mua ngay và để cày cuốc cho kịp kỳ thi tháng 12 này nhé. Và ngoài ra, một số ứng dụng hữu ích khác mà mình muốn chia sẻ thêm với mọi người như là Quizlet này, Magi này. Và chắc chắn là sẽ không thể thiếu được app Dũng Modi rồi. Các bạn có thể học linh hoạt, được mọi lúc, mọi nơi, đầy đủ các cấp độ từ N5 đến N1. Bởi vì trong này đã được chia rõ theo từng chặng, hỏi đáp 24/7, cực kỳ dễ học và tiện lợi đấy. Và để đồng hành cùng với các bạn hướng đến mục tiêu mang tiền về ra sổ, Dũng Modi sẽ chính thức triển khai chuỗi livestream tổng hợp kiến thức đầy đủ các kỹ năng, các cấp độ vào tháng 10, tháng 11 này. Đặc biệt là vào tháng cuối cùng tháng 11 thì như mọi năm, cổng thi thử của Dũng Modi sẽ được mở miễn phí 100%. Dũng Modi mà chiều học viên số 2 thì không ai là chủ nhật đấy nha. Ok, và chúc mọi người chuẩn bị thi tốt nha!